Cái này tôi đem theo được. Wow, súng mới quý vị ơi. Đâu rồi? Hello. Chào mừng các bạn và chào mừng đến với tập 2 của những con rối điên khùng à. Và tôi vừa mới quay lại cái Jack Boy, nhưng mà tôi chợt nhận ra là quý vị ơi, nice. Và chúng ta sẽ đi làm lại nhiệm vụ từ đầu. Không sao, em hẹn quý vị trong giây lát nha quý vị. 5 minutes later. Ok quý vị ơi, và sau khi em đi thu thập đủ 7 viên ngọc rồng thì chúng ta sẽ có được cho mình là đi lộn. Chúng ta sẽ có được cho mình là cái mắt kiến này, một lá thư. Và em đang thắc mắc cái mắt kiến này để làm cái gì. Nó có hai con mắt ở bên trong quý vị ơi. Ôi gì đây, gì đây. Nó thiếu cặp mắt quý vị ơi. Và ở phía bên trên cái mắt kiến, cái cặp mắt kiến này nó lại có hai con mắt. Thì có lẽ nào là cái này dùng để em mới nuôi khỉ, thấy nó gãi ghê không. Đây chúng ta nhét lá thư vào. Và boom. Rồi nó cho mình thêm một cái tay xoay á, cái đồ quay tay á. Cái này để làm gì ta? Từ đầu em giờ tôi đi có cái nào liên quan tới cái cây này hả ta? Trời ơi, tí chết, hồi máu liền. Làm sao để gắn mắt kiến cho chị dậu bây giờ? Ồ, được, ồ, hình như được. Ui, xem được. Gắn được chưa? Đeo rồi nè. Hình như chị thấy đường rồi đúng không? Thấy đường chưa chị? Đâu rồi? Ờ đúng rồi, gắn rồi. Má chị vui quá, chị đang vui mừng. Từ từ để coi chị đi đâu. Tôi cũng không chắc đó là một cái ý kiến sáng suốt hay không, nhưng mà game nó bắt mình làm thì mình làm thôi. Rồi đang đi soi gương nè quý vị ơi. Ôi, đẹp chưa? Thế bình thường nó không có mắt thì nó nhìn vô gương nó có thấy nó xấu không ta? Thế nó không thấy nó xấu thì chắc nó đâu có buồn đâu. Chị thấy chị đẹp không? Chị đẹp, chị gợi ý cho em tí. Giờ em làm gì nữa ta? Quên lóc. Bạn đã mở khóa được thành tích, nhìn vào gương. Cái bánh pizza đâu nhỉ? Còn cái bánh pizza đâu nhỉ? Oh my god. Oh mommy, you're so good but I'm sorry. Trời, thấy người ta đẹp trai quá, cứ tướp. Ồ, bánh pizza đâu vậy? Later. Ra khỏi khu vực này xem coi như nào. Wow, trời tối rồi à. Oh, nhanh vậy sao? It's time to fix. Đây là thời gian để sửa chữa. Secret, interesting. What are you talking about? Có gì bí ẩn? Bất ngờ ở đây à? There we go. Oh. Wow. Rồi. Tôi trượt một phát xuống dưới đây luôn quý vị ơi. Rồi. Tôi chưa có thông tin chỗ này. A, B, C, 1, 2, 3. Sorry. Tìm đường đi lên quý vị ơi. Có vẻ chúng ta rớt mẹ xuống dưới hơi bị sâu rồi. Garden của chúng ta có vẻ khá là bực tức với lại mấy cái con... mấy con hình nhân, mấy con người rối này rồi à, đúng như cái tên luôn. Rối quá. Nó cho nhiều đạn vậy chắc là dưới đây nhiều con bắn lắm hay gì. Lại một căn phòng. Chỗ nhiều cửa quá. Nhiều cửa mà không có bán đồ đi hồi lạc chứ. It was hanging around the office last night to keep the pipe. Wait, wow. Cái này tôi đem theo được không? Wow, súng mới quý vị ơi. Shotgun hay gì nè. Ok, một căn phòng khá là hữu ích. Tôi thích căn phòng này. Nó cho tôi được một lượng vũ khí tài nguyên khá là dồi dào. Lại bị khóa rồi. Ok, chúng ta sẽ go back. Bởi vì bên này chúng ta không đi được nữa rồi. Test luôn. Test shotgun liền quý vị ơi. Hey Ashley, look at me. Không nhờ. Ê, cái chỗ checkpoint đâu ta? Tôi
cần lưu game. Đâu rồi? Hello. Một căn phòng. Ờ đúng rồi, thiếu cái này đúng không? Tôi có nhặt được cái cục này mà đúng không? Cục này đè vô đây được không? Cho xếp game. Heal à? Không cần heal đâu, xếp đi. Hình vuông 2 lần, tam giác trừ 1. Và chúng ta sẽ What sort of things do I eat? Well, I'm glad you asked. Tôi cảm thấy sợ thế giới này rồi. Mẹ ơi. Whoa! To vậy. Jesus, gave me a stick. What was that? Cho mình cái gì đây? Boy, do I have just the thing for you. À, gắn cái cục này vô đây à? Đây, 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 đây. Tôi có, tôi có. Let it get you down. Let me tell you about the time. Sao mày đứng đây được hay vậy? Hồi nãy đâu có đâu. Ôi bạn em nhiều quá quý vị ơi. Ông má giật mình. Rồi, có điện rồi đúng không? Ở chơi game hả? Tôi thích chơi game. Giờ ấn cái này 2 lần đúng không? Rồi enter. Trừ 1 sao? How to trừ 1. 2 hình vuông, trừ 1 tam giác. Và cái này là 6 hình tròn. 1 minute later. 1 hình tròn là 6 nè. Đó, quý vị sẽ cho thêm 2 hình này nữa. Cạch ra là chúng ta sẽ được con số 10. Lại bảo không đúng đi. Lại bảo không đúng đi. Được chưa? Số 3 thì tôi ấn 3 hình tròn được. Ừ, được, được, được. Đây, số 3 đây. Nó có con số 0 ở đây nè, nó có ý đồ nè quý vị. Nếu mà 621 tức là cái kim nó sẽ dừng ở vị trí con số 7. Để em coi coi nó có chuyện gì xảy ra nha quý vị. Đúng luôn à. Đoán vừa đúng à, ok. Được luôn. Tôi đang đi xuống ca ve quý vị ơi. Chết rồi, sao mình càng ngày mình càng đi xuống đáy xã hội vậy? Rồi, một bé. Trời ơi, dính lên trên đường này luôn. Khoan, khoan, khoan. Khóa nó lại đi, đó. Đắp trang cho bé liền. Chúc bé ngủ ngon. Em sẽ cầm cái sọt kênh lên. Đâu biết được sao phía sau cánh cửa này có con boss hay con gì đó. Tôi mở ra xong tôi ăn luôn sao. 1, 2, 3, vô. Chưa có gì hết. Vẫn ổn quá gì ơi. Nhưng mà càng về sau, xuống sâu tức là mình đang xuống đáy. Mà xuống đáy là mình sẽ gặp Đạt Villa. Ôi không. Mở ra sẽ biết là gì. Rồi, tao biết. Mày khỏi giả bộ luôn. Tao biết luôn. Nè, nằm đây là chắc chắn. Còn hồi mình đi ngang qua nó nhảy lên nó hù mình nè. Chắc luôn. Khỏi đóng nữa. Nó chết thiệt ba má. Rồi có thêm chụp chìa khóa đây nữa. Strange kind of breaker box. Rồi cái này chắc nó muốn mình thêm 4 cái cục giống vậy. Vậy là mình sẽ cấp nguồn điện thì nó sẽ mở được cái cửa này và nó sẽ mở được luôn cái cửa này. Ok. Anh đi nha. Lấy cái này. Trời tủ đóng đồ cho có một cái hả? Thế cửa bên đây thì sao? Tuyệt mẹ luôn. Vô luôn. Thôi thui luôn. Có ai ở trong đây không? Có ai không? Không có ai hết. Rồi mấy cái hộp này là tôi mở được nè. Sao mở được hay vậy? À đúng rồi, nãy tôi có lượm được một cái chùm chìa khóa. Ê, thế nên nếu mà tôi quay ngược lại thì mấy cái hộp
mình lúc trước tôi mở không được, tôi mở được. Sao lại không nhỉ? Phát rồi chán. Dry luôn đu. Mình có khăn không? Có khăn không? Được. Má so good baby. Mình đi lên được không? Đi lên đi. Ngon. Xin chào mọi người, em đang ở đâu đây? Ủa tôi về lại rồi. Chief fan. Rồi cái thuyền này nó làm ra với mục đích gì vậy? Đi lên đây chị. Cho lên mặt đất đi ba. Tụi này nó ngu lắm quá vậy ơi. Nghe em. Mình qua một cái một mà. Yên tâm, không cần tốn tiền đạn. Ôi đồ. Đây rồi, có cái hộp rồi quý vị ơi. Rồi. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi thu thập cái cầu chì này nè. Nãy giờ tôi được 2 cục rồi. Easy, easy peasy. Cười cười quá vậy. Thousands of tears later. Rồi, có đủ quý vị ơi, gắn vô quý vị ơi. Hướng dẫn sử dụng đâu? Give me. Chết rồi, thế mình phải mò rồi. Cửa bên phải đã mở. Ô, đây rồi, chúng ta có một cái đồ để cắt kẽm rồi quý vị ơi. Tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cho em bằng cà vạt. Penthouse trên Đà Lạt. Rồi, bây giờ em sẽ cắt cái kẽm ngay đây. Biết liền bên trong đây có gì liền. Hello. Đi lên tầng trên. Mà ở dưới có cái gì nữa hay sao nè. Secret. Cái achievement unlock là sao ta? Khu vực mới chăng? Ngon luôn. Lên. Lên luôn. Rồi tôi lên lại sảnh chính rồi hả? Mình vào khách sạn rồi quý vị ơi. Oh my god. Ui dồi ôi, mọi người có sao không? Mọi người có sao không? Tại sao mọi người nằm lăn đùng ra đây hết vậy? Tại sao vậy? Rạp chiếu phim hả? Trời ơi, lấy mua bắp ngô đâu vậy? Mua bắp ngô cho cái này cái gì? Lũ đạn à? Ui! Đu! Đừng đu! Phải lũ đạn không? Sao nhìn giống lũ đạn khói quá vậy? Em cho quý vị coi này hay lắm nè quý vị. Tập trung vô màn hình nè. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Ok nha, nhớ nha quý vị ơi. Nhớ coi là phải làm theo nha quý vị. Ý đồng xu xếp game phải không? Give it to me. Nè nhìn coi nè, coi phim xong nè, cái văn hóa quần đùi gì đây. Xả rác tùm lum nè. Cái gì đây? Xương gơm hả? Bọn này cái gì? Tao câu s***. Tôi sẽ xếp xếp kho đồ lại cho nó gọn gàng quý vị ơi. Đây. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy mọi người? Gì vậy mọi người? Oh my god. Hai em. Oh my god. Oh my god. Let me out. Oh my god. Trời, mọi người lừa tôi tưởng mọi người đi ngủ hết rồi. Rồi lấy cái mặt nạ nó dí em như con nha. Hết phòng trên đây là mình sẽ đi xuống dưới tầng dưới. Có tiền. Có tiền. What the f***. Con gì vậy? Con cà à, chú hề hả? Đeo vô làm để làm chú hề hả? To. Ờ to mà vẫn còn viên chết. Sao em? Giỡn mặt với tôi hả? Ủa, nó sống lại á? Đem đi lên em do thám mình. Phía trên tầng trên có lẽ là phòng này nó sẽ cho mình xếp game này. Rồi đéo phải luôn. Rồi để em test thử cái này coi như nào nha quý vị. Nó văn không biết bao nhiêu chữ ra luôn nè quý vị. Ghê thật. Rồi bây giờ chúng ta hết mẹ lựu đạn rồi. Tuyệt vời. Chơi cờ tỷ phú hay gì nè. Mất gì.
nó có mất cái gì đó. Ơ, chìa khóa nè. Ui, chìa khóa hình thoi. Thằng này cầm chìa khóa hình thoi. Nó cứ thiếu một cái gì ngay đây nè. Mình lại phải tìm một cái gì đó để gắn vô đây nữa nè. Something missing. Như mở cái cửa bên đây hả? Thôi. Nó về lại cái phòng kia nha. Bất giỡn Mang Hiền. Nếu mà là phòng kia thì con ếch đâu? Con ếch nó đi ra ngoài rồi. Em đi xuống dưới đây em nghiên cứu một vòng nữa quý vị ơi. Nãy tôi làm phát tôi đi lên tầng trên luôn. Tôi không thèm đi tầng dưới luôn. Tầng dưới chưa kịp quan sát gì hết. Tôi lên tầng trên luôn. Em mời. It's not working. Vậy là có thể là cái thang máy này dùng để mình đi lên nữa hay sao nữa. Tôi cần phải kiếm được chỗ xếp game. Không kiếm được chỗ xếp game là không. Hello everybody. Rồi, vô đây. Căn phòng bí mật. À đây rồi, phòng xếp game đây rồi. Vô. Ok, thì chắc là em sẽ dừng cái tập 2 này lại ở đây. Và tập tới em sẽ tiếp tục đi khám phá xung quanh khu vực khách sạn này. Và hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.